Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ làm mẫu design này nha. Em mới vừa làm xong, mọi người thấy màu nó dễ thương chưa? Trời ơi, cái màu nó cưng, ta nói nó căng gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nè. Hôm nay á là em xài bông mới mình mới vừa có trên website ngày hôm nay luôn. Trong này để em lấy ra cho mấy chị coi cái bông mà mình có. Một bịch gì nè, nó có rất là nhiều bông bên trong. Bịch này như em nhớ 36 cái, đủ loại hết trơn á. Thì nó có màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đủ kiểu, màu tím. Màu tím làm em nghĩ chắc cưng lắm luôn á. Em màu trắng nữa. Thì hôm nay em làm á là em sẽ chọn cái bông màu hồng. Để coi cái tay của cô khách á. Và mình chọn cái hồng màu hồng kiểu này đi. Đó, mình làm một bên rồi, bây giờ tới qua bên tay bên này thì mình sẽ chọn màu hồng kiểu đó. Và mình có thể chọn thêm cái bông màu trắng nữa để họ mình cắt ra với cái bông màu hồng cho nó ra thành cái kiểu. Rồi, cái này mới nha cả nhà, một bịch như vậy nè, giá của nó là 7 đồng 90. Em nhớ 7 đồng 9 mấy đồng, cho 7 đồng 90 mấy cho một bịch á. Là nó có đủ kiểu bên trong, rất là nhiều kiểu khác nhau. Và nó có nhiều, nó có một màu hoặc là nó mix màu luôn. Đó, mọi người lên website mua được liền rồi, nó gọi là Fancy Flower. Và hai cái màu em mix đi ôm, ba màu em mix đi ôm rê với nhau là dễ thương không mấy anh chị? Ngọt chưa? Đây là ngón tay cái. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. À, màu hôm nay em xài đó là của, thứ nhất là màu hồng là của Candy Collection, màu số 236 của Candy Collection nhé. Ai có Candy Collection rồi thì lấy ra làm. Ai chưa có Candy Collection là mua về một bộ liền. Tại vì nguyên cái collection này màu của nó dễ thương lắm. And số 242 nè. Và màu clear. Chắc ăn lúc nào đắp cũng có màu clear hết. À, cái màu trên cuticle thì em đang xài cái màu là màu số 6 của Starbucks Collection. Màu số 6 Caramel Macchiato. Is that Yes. nice name? Yes. Ok. And cái clear mà mình xài chung trong set này đó là của Opal Collection màu số 85. Nguyên cái thằng Opal mấy anh chị xài sẽ mê lắm. Nguyên cái collection glitter của mình luôn. Nó có nhiều cái tông glitter khác nhau để cho mấy anh chị xài mà nó ra nó đẹp nữa. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Ở bên cái một cái tay thì em sẽ sử dụng mấy cái cánh bông nhỏ 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 này nè. Thì mình có thể sử dụng cái bông nhỏ này để mà mình cut nó ra, mình cut mình bỏ nó vô như nè. Để thấp xuống để cho nó đừng có văng ra. Cho nó rời 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 cái cánh nó ra đó. Rồi thêm một cái nữa thì em mua thêm một cái hộp bông rời kiểu này nè. Cái này là flower, cũng là dạng một dạng flower dạng khác để mình đi chung với nhau. Thì cái bông của nó nhỏ kiểu này, mình sẽ dùng kéo để mà mình cut nó ra. Rồi mình sẽ dùng kéo mình cut nó ra ha. Rồi sau khi xong thì mình để cái này qua một bên đi. Rồi chuẩn bị. Chị thích Candy Collection lắm. Thanh Kiều chị, Thanh Kiều Ashley. Thanh Kiều chị, tụi em chuẩn bị ra collection mới đẹp lắm nha. Có em thông báo liền. Và có một cái big big surprise đi kèm với collection kế tiếp nha, để cho ra đời đi, để bắt đầu mình sẽ nói. Mình sẽ nói nó là cái gì. Rồi ở đây á, tay của cô này là lúc nào em cũng xài cho cổ cái móng extreme long square hết, tại vì she thích nó dài, thiệt là dài. Thì em sẽ gắn với trong cái hộp này, nó có một cái chai one second glue nó dính bên trong. One second glue có hàng lại rồi nha cả nhà ơi. Hồi bữa hết, bữa nay nó có hàng lại rồi. Cái này á, thì em bỏ lên em để xuống một cái là nó dính nè, không có cần phải dính lâu. Rất là dễ, bỏ lên bỏ đè xuống cái là nó dính liền. Cái tay của cô này nè, cái ngón trỏ là cái ngón mà khó gắn nhất nè, khi mà nó bị quẹo vô vậy nè mấy anh chị thấy không, cho nên gắn á em phải canh gắn cho nó thẳng để chung với nhau, nó phải nằm nó tương đối nó thẳng, còn gắn theo cái này luôn nó sẽ bị cong. Và cái ngón này, móng của khách nó tháo ra thường xuyên, hầu như là si không có thích refill mà tuần tuần nào si cũng tự tháo ra.
rồi đem cái tay lại, cho nên là mình vẫn giữ cái móng bên dưới để cho tới lúc mà người ta, mặc dù là cái móng bên dưới nó không có even nhưng mà mình cũng giữ lại để cho khi mà người ta tháo ra nó dễ cho người ta tháo, nó có chỗ để cho người ta tháo. Extreme long square tiếp nha. Rồi ở đây em có cái kéo để em cắt móng này, nó dày hơn móng thường chứ nó không có mỏng đâu. Thì mình sẽ cắt hai bên. Ok, cho nó ốm gọn lại, nó thành coffin nè. Cái móng này nãy mình dán không có đủ nè, dán không đủ cho nên là mới mới có cắt cái nó bị bung ra. Em sẽ bỏ miếng glue vào đây ấn xuống. Ok, đi qua cái móng kế tiếp cái đi, hả, quay lại nè. Hai ngón này nãy em nhớ là mình bỏ glue rất là ít. Ok, hai ngón này nãy mình chấm cái glue rất là ít. Ok, rất là dễ. Your dad didn't cut him. It's gonna be like, boom! Yeah, right? Oh my god, I got one girl. See something else. I asked her, see, all we have the, what should I call, is that the pocket knife? Mm-hmm. The very short one. So I asked her, if someone attack you and you just want mm-hmm. to like do something back, what you gonna do is too short and mm-hmm. it can't do anything to people. Right. Just say, I'm gonna cut right the neck, then the blood's gonna be like, pew, 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 pew. You know, but the way she talk, you can tell, oh my God, you something else. But she's so kind. I was surprised when she said it too. That's funny. Hello, hello cả nhà. Sau khi xong thì em sẽ dũa chữ này cho nó mịn xuống đây chút nữa, mình đắp nó dễ ha. Và sau khi xong đó, tại đắp móng này thì mình muốn nó không có bụi trên móng, cho nên là em sẽ dùng cây này em phủi cái dust đi trước khi em đắp để cho màu hồ nó trong. Rồi. Hello, hello cả nhà mới vào. Anh chị vào nhớ share video giúp em nha. Và đây là cái móng ngày hôm nay mình bắt đầu làm nè. Nắp bột ngon lắm chị. Dạ, chinh lê. Cái liquid bên mình xài đã lắm, nhưng mà chỉ có cái là bây giờ nó chỉ có size 32 ounce thôi, là size 1 gallon. Hôm trước tụi em ship được, mà sau này công ty shipping họ lại khó vì cái phần ship chất, tại liquid nó là chất cháy nữa. Cho nên tụi em cũng đang coi. Mình even là mình có mấy cái certificate đều hết rồi, nhưng mà không biết tại sao nó lại khó quá. Hy vọng là sẽ ship lại size gallon sớm để cho mấy anh chị mua. Nhiều anh chị muốn mua lắm. Lúc mà nói là liquid giờ không có ship size gallon nữa, trời ơi, nhiều người buồn quá trời. Nhắn vô, Ngân ơi, giờ chị làm sao, xài quen rồi, bây giờ không có size lớn, giờ xài size chai nhỏ, mỗi lần mua chai nhỏ cả chục chai. Ốp, Ngân dùng kéo cắt gì vậy hả? Em xài cái kéo... mình có hai cái kéo đó chị, một nó gọi là cái cây gì, journal scissor, cái loại này nè, em xài cái loại này, nó chắc tay, nó không có gọi là bén, mà bén bén ngót. Em sợ xài đồ bén lắm, không biết tại sao người gì mà xài dũa, đầu dũa mà bén cũng không xài được, dao bén cũng không xài được, mà kéo em cũng xài kéo loại này, nó bén vừa đủ để cắt móng mà nó không có dễ bị đứt tay, không có nguy hiểm. À, nói vậy cho nó dễ hiểu, không có nguy hiểm.
Rồi, bây giờ em sẽ đi hai ngón này là hai 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 ngón này là một cái bông ha. Bây giờ em sẽ đi trước cái là Opal Collection Glitter. Thì em đi rất là mỏng, em mình không có muốn glitter nó nhiều quá, nó thưa 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 thưa, thưa càng thưa càng tốt. Nó chỉ vậy thôi nè. Cho giống như nó có chỗ này chỗ kia vậy đó. Cho nó thưa thiệt là thưa luôn nha cả nhà nha. Anh chị nào có cái Opal Collection chưa? Chưa thì mua về ngay luôn. Thằng này á, mình xài với đủ các dạng kiểu design khác nhau. Đủ các màu khác nhau. Nó rất là đẹp. Mình đi mỏng thiệt mỏng luôn. Em đi mỏng thiệt mỏng luôn. Và đi cho nó thưa thưa ra. Rồi mấy anh chị thấy không? Bây giờ rất là dễ nè. Trước tiên là em sẽ đi thêm một tí xíu cái bông. Ở đây nó có cái bông nhỏ. Bông nhỏ này thì mình có thể mình đi theo kiểu chấm cây cọ vào trong. Oh my god, liquid nó đổ xuống cái tay em. Mới đẩy cái hũ, cái liquid nó đổ xuống nguyên cái tay. Oh god, I'm smell not really good. Ok, lấy cái nhúng vào trong bột clear, sau đó nhúng vào trong chấm vào trong cái bông và mình để lên cho nó thưa 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 vậy nè. Để bên cái phần mà nó mình sẽ không có để cái bông to đó, tại vì nếu như mình để chỗ cái phần mà có bông to, một hồi cái bông to nó sẽ che mất mấy cái bông nhỏ này đi. Cho nên là em để cái chỗ nào mà mình sẽ không có để cái bông to. Rồi, cho nó thưa thưa ra. Mấy anh chị có thể để thêm một cái tí xíu này nữa nè. Ở đây á, em có cái gold leaf. Nhưng mà gold leaf này á, em lấy cái loại mà nhuyễn, thiệt là nhuyễn. Xé ra, mình chỉ muốn lấy cái loại nhuyễn, thiệt là nhuyễn thôi. Mình không có muốn nó to đâu. Nó to, nó lên, nó che bông, che lá rồi lại hết. Mình muốn lấy sao nó nhuyễn nhừ luôn á. Ok. Miếng này nó cũng hơi to nè. Rồi, bây giờ tới cái bông bự. Mình sẽ lấy cái này, mình cắt cái bông bự trước. Mình nhắm cái bông bự nó nằm vô làm sao để cho nó đi hết cái móng làm một bên, khoảng ngay chỗ cái mí này. Bây giờ em sẽ dùng kéo em cắt nha. Cái bông bự mình để vô thì mình cắt nó vậy để nó đi hết nè. Nó hơi nghiêng một bên vậy thôi nè. Cắt thẳng từ dưới lên. Rồi em để nó vô đây. Vậy là nó vừa. Rồi sau đó mình có... Mấy anh chị có cây nhíp thì cầm cây nhíp để mình gấp lên cho nó dễ. Nhưng mà trước khi đi cái đó đó, em sẽ đi một xuống một cục bột clear. Cục bột clear nằm hết những cái chỗ nào mà mình sẽ để cái bông, từ trái qua phải ra hết các cạnh bên ngoài luôn. Mấy anh chị thấy không? Đi cho nó mỏng, cho nó đều, vuốt đều cho ra hết các góc. Đi xuống dưới đây luôn. Rồi, chuẩn bị. Ở đây thì mình sẽ có một cái cây, một cái chai. Em lấy chai crystal top ra đi. Và mình để cái này lên, để cái bông này lên ngay cho cái mí này. Để cho nó vừa ha, cho nó thẳng cái cạnh cho nó vừa. Xong rồi, sau đó có cái miếng bọc ni lông. Cái miếng bọc này là cái miếng bịch rác á. Cái miếng bịch của cái bọc đựng rác mà còn mới á. Nó bịch rác nghe hết hồn, mỗi đang làm khách sao lấy cái bịch rác ịnh lên tay. Cái bọc đựng rác mà còn mới á, mình lấy mình cắt miếng vậy đó, mình để lên nó rất là dễ. Mấy anh chị còn thấy dễ không? Nó có bị out of camera không cả nhà? Bông này là mới có ngày hôm nay luôn nha mọi người nha. Đó, ai mà thích bông này thì vô mua liền, một bịch nó chỉ có 7 đồng mấy à. Rồi. Chỗ này mình ịnh cho nó nằm xuống. Nó hơi thiếu bột ngay chỗ cái góc này tí xíu. Rồi, mình có thể đi hai móng một lượt cũng được.
nếu mình muốn để đi hai móng lược hoặc là đi từng móng. Ở đây chắc em đi từng móng đi cho nó xong. Thì tiếp tục là mình lấy bột lia. Ly cái này thì em sẽ đi hai cục để chắc ăn là cái bột ly của mình lấy cho nó đủ nước, nó không có bị bong bóng. Rồi. Mọi người thấy rõ không? Rồi sau đó mình sẽ vuốt xuống từ từ vậy nè. Cho nó đủ cái độ dày. Crystal clear nha cả nhà. Đó. Bột này thì em khỏi quảng cáo nữa rồi, quanh năm suốt tháng bán, không có hàng để bán thôi. Mình vừa đắp vừa đếp được. Rồi, nó trong veo nè, mọi người thấy không? Ok. Rồi, hình như nó hơi bị out focus tí xíu đúng không? Rồi, em đi thêm một cục bột lên nữa, từ trên cuticle đi xuống. Rồi ôm hai bên cho nó gọn vô nè. Rồi, hai bên đảm bảo cho nó đủ bột hai bên. Và nó ôm cái móng cho nó gọn lại. Mọi người thấy cái mẫu này mình dễ làm mà nó nổi không? Đi một cái bông lên là nguyên cái bàn tay của mình nó nổi luôn á. Dễ thương không cả nhà? Đó. Đó, anh chị nào mà thích bông này thì bỏ xuống số điện thoại đi nha. Rồi một tí xíu nữa nhân viên bên em gọi cho mấy anh chị để lấy order cho mọi người. Ai mà không biết order qua online á, trên online thì cũng sẽ có cái option để cho mấy anh chị đây mình đi thưa thưa. Mình đi thưa thưa cái này ra, mình không có muốn nó dồn cái bông này ra nhiều quá. Nó cũng có option cho mấy anh chị chọn màu nha cả nhà. Ok. Rồi sẵn đây thì mình đi mấy cái miếng màu gô lên nhỏ nhỏ nè. Mình để nó lên nhỏ 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 thôi. Em cũng không có muốn nhiều cái màu gô này quá. Miếng này nó hơi to tí xíu. To thì lấy bỏ đi. Cái nào to quá thì lấy bỏ đi. Rồi. Sau đó thì em đi một cục lia. Cục này cũng không có nhỏ đâu, tương đối là lớn để đủ cái bông mà. Rồi. Rồi, sau đó em sẽ để cái chai ở đây. Và tới cái phần này nè. Ok, hurry up. I forgot that I didn't cut on this side. I don't know if it's gonna fit or I got to cut it a little bit. Mình phải cắt đi tí xíu tại vì cái bông này nó không có fit hết được cái tay người ta. Ok. Phải tranh thủ cắt cho nhanh chứ không thôi nó sẽ bị khô. Rồi. Để xuống đây và cái bịch mà mình mới vừa cắt mới xài hồi nãy đó. Mình sử dụng cái bịch đó tiếp tục mình đè xuống. Khi mà cái bột đó, nó đang còn ướt ướt dẻo dẻo đó. Mình ịn xuống vậy nè, nó sẽ nằm sát xuống. Rất là dễ, chỗ này phải đè mạnh tay hơn tí xíu thì nó nằm xuống. Ok. Nó vẫn không có chịu nằm, chỗ này nãy mình để lên. Ok. Trời ơi, phải sử dụng tới bạo lực luôn á.
Em lấy một tí xíu bột lìa, em để xuống, để liền ngay chỗ cái mí chỗ này nè. Rồi đó, nó nằm rồi đó. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đắp bột lìa phủ lên hết nguyên móng ha. Này mình đắp nửa móng trước nè. Khi đắp bột lìa thì sau này nói chung là mình phải đắp nhiều, mình mới có cái cách đắp cho nó không có, thứ nhất là cái phần là bột nó không có tạo bọt, mà thứ hai nữa là mình lấy cái ly quịch cho nó đủ để cho nó thấm, nó mới không có ra bọt. Và thứ ba nữa là mình đừng có chọt cây cọ vô trong cái cục bột nhiều quá để tạo thành bong bóng giống như mình quậy nó lên đó. Tới cái đầu móng thì mình cắt xuống. Cái phần mà bột mờ dư ở bên hông á là do mình đè cái cục bột xuống thì nó bị dư ra bên hông. Thì một chút nữa khi mà mình dũa đó nó sẽ chốc đi hết, mình không có ngại cái phần bên đó ha. Chủ yếu là mình đi cho nó đủ bột. Ok, rồi. Rất là gọn và nó ra cái móng dễ thương chưa cả nhà. Nổi chưa? Oh my god, baby, I love it. I love it so much. Ok, rồi bây giờ tới cái ngón tay này nữa. Ngón tay này thì mình có thể mình đi nguyên móng với những cái bông nhỏ nè. Đây là cái phần bông mà nhỏ còn lại dư á. Thì mình có thể mình đi vô chung một cái móng, nhìn nó rất là dễ thương. Dài thế, dạ đúng rồi, cô khách này của em á là cổ mê móng dài lắm. Si là bartender mà si mê móng dài lắm luôn. Tell them how you feel when your nail short. Weird. Weird. It feels like I'm like missing my fingers or something. Yeah. Missing your finger. Yeah, it feels so weird. When you get used to. Yeah. Okay, oh my god, these flowers are cute too. They are. Oh, the small flower. Giờ cái ngón này thì mình sẽ đi hết luôn. Nó giống như là ngón tay của mùa xuân vậy nè. Bông mà từ đầu tới đuôi á. Rồi. Mấy cái miếng màu vàng này mình có thể mình bỏ lên được rồi nè. Tới khúc này thì mình có thể bỏ những cái miếng vàng cho nó to hơn tí xíu cũng được. Là không có mất đi đâu hết. Khúc này là xài tuốt tuần tuột đấy. It's cute. Rồi mình sẽ đi. Mấy anh chị thấy em lấy bột lia nè, cho nó thấm đều. Hello cả nhà mới vào. Giờ này là chắc mọi người dũa rồi. Giờ này là dũa mệt nghỉ rồi với mấy anh chị. Mấy tuần nay là ai cũng than hết. Khách bắt đầu họ đi làm lại rồi, họ có tiền rồi này kia, dũa sắp mặt ai cũng đăng lên tìm thợ, tìm em cũng đang tìm thợ. Ở ngón cái thì em sẽ đắp tới 3 cục bột lận nha mấy anh chị nha. Tại vì nó to và mình muốn cho cái bột nó clear, cho nên mình đắp về để chắc ăn là nó đủ bột, nó đủ liquid, nó không có bị bọt.
Rồi, cục cuối cùng là từ cuticle đi ra. Rồi đó, được rồi đó. Ôm cho nó gọn vô, vuốt nhẹ một cái. Rồi, vậy là đủ cái chiều dày cho độ dày cho cái móng này. Rồi. Bắt đầu quay lại còn hai ngón này. Hello, hello cả nhà, muốn mua mấy loại bông này và cây cọ đắp bột số 14. À, anh Michael ơi, cây cọ đắp bột số 14 của mình bị hết hàng rồi. Chắc khoảng 2-3 tuần gì nữa em mới có lại số 14. Ai mà đang đợi số 14 thì đăng ký nha, 2-3 tuần nữa có, tụi em gọi mấy anh chị á. Rồi, chậm cho nó đều. Chậm cho nó đều nha. Rồi, bắt đầu vuốt. Cái này là màu hồng của thằng Candy nha cả nhà nha. Cái màu hồng này dễ thương quá. Chỗ này nhẹ tay lại tí xíu để cho nó đều. Rồi bắt đầu tới màu cam. Màu cam em cũng lấy nó hơi to hơn. Này hơi to quá. To vừa thôi. Rồi. Chậm đều bên trái bên phải. Rồi bắt đầu cho nó đủ độ dày. Bắt đầu em đi xuống chút nè, đi xuống từ từ nè. Đi xuống phần chính giữa xuống đây nè. Hai bên ôm gọn vào. Vuốt, vuốt, vuốt. Rồi. Mấy anh chị thấy nó ra màu hồng với màu cam nó blend với nhau thấy đẹp chưa? Rồi ở trên đây thì em sẽ đi một cái màu cam lợt hơn, đó là màu số 6 của thằng Starbucks Collection. Cũng là Z Blend nhưng mà màu số 6 nha. Lấy cục bột hơi chảy nè, vuốt cho gọn lại. Okay. Mình vuốt cho nó blend trước đi. Rồi, sau đó dùng cái đầu cọ nè, vuốt cái này cho nó gọn lại. Và bên này, dùng đầu cọ vuốt một cái cho nó gọn lại. Khi mà mình lấy cục bột mà nó hơi chảy á, mà đắp bột ombre á, thì lúc nào em cũng sẽ take care cái phần blend ở dịp bữa trước. Thì cái phần blend đó em thấy nó quan trọng hơn. Còn cái phần cuticle thì mình sẽ quay sang mình chỉnh rất là dễ. Rồi. Sau đó thì mình đắp bột clear, mình cover nguyên móng ha. Ngón nhỏ thì em có thể để theo kiểu đứng vậy nè, để cho nó nằm gọn bên trong á. Rồi hai bên ôm gọn vô. Hai bên ôm gọn vô. Vuốt xuống. Mấy anh chị thấy nó blend với nhau màu ngọt dễ sợ chưa mấy anh chị? Nguyên cái thằng candy á, nguyên cái đám màu candy á, mình đi với nhau nó ra màu đã lắm. Mình ôm rê, mình phối màu này với màu kia, đi chung trong một collection đó thôi là cũng đã rồi. Này hồi đầu mùa spring tới giờ bán cỡ 2.000 set này nè. Đó, màu của nó nè. Oh my god, I love it. They are so cute. Mọi người thích màu này không? Rồi, món này mình cũng sẽ đi giống vậy.
Anh sẽ đi cái màu hồng. Nó dẻo lắm nè. Để nó đây rồi chậm ra từ từ. Rất là dẻo. That blend is so smooth like butter. Yeah, thank you. We call Mary Moore. Thank you for joining our video today. Rồi, mình có thể đi nó mỏng thôi, không cần phải dày. Bột màu thì đi mỏng thôi cũng được. Rồi, bắt đầu em sẽ lấy một miếng màu cam ha. Đi từ đây. Thả xuống từ từ. Tán cho nó nằm ra nè. Mù nó xuống. Rồi bắt đầu. Tới đây mình vuốt nhẹ cái nha, là nó sẽ blend ra. Nhẹ thôi, không có cần phải làm mạnh tay mạnh chân gì đâu, rất là đơn giản. Rồi. Vậy cái màu này nó dễ blend cho nên là mình làm rất là dễ. Thì mình lấy thêm một cục nữa đi trên cuticle đi xuống. Cái này là màu số 6 nha. Đầu mình vuốt cho nó blend ra trước đi. Rồi sau đó vuốt thẳng xuống đây. Rồi. Và dùng bút clear phủ lại nguyên móng. Dùng bột clear phủ lại nguyên móng luôn nha. Rồi, vuốt cho nó ôm gọn lại nè. Hai bên ôm gần vuốt xuống. Ok. Back lại. Chỗ này đó, em sẽ đi một cục ngay từ đây xuống đây nè. Cái móng chỗ này nó hơi bị cụp ở trên giữa, nó hơi bị mỏng á. Nên phải đi lên cho nó dày, nó đủ dày chứ không nó sẽ bị gãy. Rồi. Vậy là xong cái mẫu design của mình. Rồi quay sang mình sẽ dũa ha. Đây cho mọi người coi là cái màu mình làm là màu gì nha. Màu này là màu số 216. Bây giờ màu này là 242. Hai màu này đi chung với nhau nha cả nhà ha. Và màu glitter đó là của Opal Collection số 85. Gold leaf thì một hũ này xài chuyển sang đời con gái em đi làm nail luôn, chưa hết nữa. Bột crystal clear trên màu số 6. Đó là ba cái màu của mình. This one's my favorite, it's so cute. Which one? The little flowers. Uh-huh. They look so good. Like a daisy flower. Yeah. Very soft looking. Mm-hmm. Okay, sau khi xong nó bắt đầu rửa cọ. Vậy chứ kỹ cây cọ lắm, nó mà cứng cái là đắp không có được. Mà rửa mà chà chà nó nữa, nó sẽ dễ bị hư. Okay. Rồi, bắt đầu quay sang là mình đã dũa được rồi nha. Hai cái bông này là dễ thương không? Anh chị nào thích mẫu design này, bấm số 1 để biết là mọi người thích nè.
một cái móng design mà để bông ẩn kiểu này trong tiệm á, mình làm mình có thể tìm em á, thì em lấy giá từ 10 cho tới 15 đồng để làm cái mẫu thôi đó nha. Dạ chị ơi, cái cọ dẻ, cái cọ đó số 10, 14, 16 tụi em đang hết rồi, khoảng 2 tuần nữa em có, 2 tuần nữa em lưu số xuống, 2 tuần nữa em gọi được không? Tụi em bị hết mấy tuần nay rồi, khách hàng mua này mỏng rồi, mình mua warehouse mới, vừa mua warehouse xong luôn đó mấy anh chị, cho nên là mấy tuần nay mà mấy anh chị có nhận hàng chậm á, mọi người thông cảm nha. Tụi em mới mua xong bắt đầu bây giờ là sẽ gửi hàng rất là nhanh cho mấy anh chị. Cái goal là trong vòng 24 tiếng là hàng phải đi ra khỏi warehouse. Hy vọng năm nay là tụi em sẽ get được cái goal đó để cho phục vụ mấy anh chị tốt hơn. Learn hàng ngày, học learn hàng ngày để cho get better. Quá trời nhiều thả số 1. Hồi nãy giờ mọi người im lặng, không ai nói gì hết trơn, để em nói mình luôn. Giờ này hỏi cái bắt đầu ai cũng thả số 1 quá trời. Thanh kiều mấy anh chị. Rồi. Cái mẫu này nhìn nó nhẹ, nó ngọt, nó dễ làm, nó ngọt con mắt. Tại cái màu của nó thôi là đã ăn tiền ở cái màu rồi phải không cả nhà? Ăn tiền ở cái màu rồi đó. Ok. Cái miếng này nó hơi dơ, để mình giũa xong rồi mình sẽ thay cái miếng lót luôn ha. Dạ có cọ em gọi cho. Trời ơi mấy anh chị ơi, bữa em thông báo mọi người mua mà cũng mọi người ai mua trễ mới bị hết. Bữa em thông báo ông nói cọ lên giá, năm nay lên giá mấy anh chị, cái gì cũng lên giá hết á. Nên tuần này, thứ tư tuần này em cũng sẽ nói về cái show mà tăng giá trong tiệm nè, làm sao mình tăng làm sao cho khách đừng có giận. Bắt buộc năm nay phải tăng giá nha mấy anh chị. Chủ mình mà không có tăng mình cũng năn nỉ chủ tăng đi, tại vì giật giá bên ngoài cái gì cũng tăng hết á. Hôm qua mới coi tin tức, bắt đầu giá diaper đồ này kia là đều tăng hết. Có con cho nên bây giờ toàn là coi tin tức về diaper không nè. Có con nhỏ, ai cũng biết tâm lý là có con nhỏ xài tiền dữ lắm. Sữa nè, rồi diaper nè, mỗi lần mà đi chợ mua mấy cái đó cho tụi nó không là coi như nhiều á. Những người mà có tiền thu nhập cao á thì nó sẽ không ảnh hưởng tới họ. Nhưng những người mà gia đình mà thu nhập thấp, có con 2-3 đứa là coi như nó cũng sẽ mệt mỏi. Năm nay năn nỉ chủ tăng lên vài đồng, cho chủ cũng có tiền trang trải mà thợ cũng có tiền thêm. Cái móng, cái ngón này, cái bông nó nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá. Mấy anh chị thấy cái bột lia của mình không, đắp thì rất là dẻo nha, và tới giũa nó rất là dễ, nó khô nhanh cho nên tới giũa dễ lắm. Bột lia này mấy anh chị dip á nó cũng khô rất là nhanh. Bột lia này tụi em hết hàng liên tục nè, có thể là chuẩn bị bị out stock nữa nè. Nay material cái gì nó cũng hiếm hết á, short, everything short. You know what I'm talking about, right? Yeah. Có bán đầu dũa. Đầu dũa em đang xài đầu smooth tới cuối tuần này em mới có lại. Hiện giờ tụi em chỉ còn có nguyên set thôi à. Nguyên set của nó 97 đồng á. Có đầy đủ luôn. Đầu phá bột, đầu phá bột dip, rồi đầu everything mấy anh chị, đủ một kit cho mình xài luôn á. Nó là một kit mà của em hay xài á. Thì có cái đó còn. Còn đầu lẻ, đầu smooth lẻ nó đang bị out rồi. Tới cuối tuần này nó mới có lại nè. Năm nay cái gì mà không hết mấy anh chị, cái gì cũng hết hàng chứ. Bây thợ nail giờ cũng không có để kiếm được kìa. Kiếm mấy tháng rồi mà cũng không có luôn.
Okay. Hello chị Cindy, khỏe không chị? Có ngày mai em sẽ thông báo cho mấy anh chị. Mình mới có những cái đồ pedicure đồ lại rồi. Và mới vừa có lại sáng ngay hôm nay trên web thôi à. Và có lại thì nó đi cái package khác trước đây. Nó upgrade hơn nhiều, rất là nhiều. Quality thì nó vẫn như vậy và nó tốt hơn thôi. Tại vì tụi em chú trọng trên cái quality. Rồi cái pedicure kit thì nó upgrade thêm mấy cái tool separator đồ này kia vô trong đó cho mấy anh chị dễ xài hơn. Ok. Rồi một ngón nữa là mình xong nha cả nhà nha. Cái mẫu design này nhìn thì nó hơi cầu kỳ mà làm nó cũng nhanh hơn là làm những cái mẫu khác. Em sợ nhất là bây giờ sợ nhất là xài những cái mẫu nào mà dẻ đó, dẻ tay á. Nè, nó có cái package, cái thùng này nữa nè. Xài một lần rồi dục, nó sạch. Mà cái size này thì thợ dễ xài. Em sợ cái size nhỏ hơn nữa lắm. Nhỏ hơn nữa không có làm ăn gì được chứ. Cỡ size này xài disposable còn xài được. Nhỏ quá là coi như không xài được nữa. Tính ra nó cũng quê tiền. Rồi quê tiền gì lỗ tiền luôn thợ mà họ xài mà chậm á mình lỗ để họ làm họ mua mắc một chút họ làm nhanh mình còn bút khách khác được cho mình nữa. Ok rồi sau khi xong á bắt đầu chùi tay khách. Anh chị nào đang đợi pedicure kit hoặc là manicure kit hoặc là cái gì nữa ta dũa buffer rồi này kia thì cứ bỏ số điện thoại nha. Sáng mai bắt đầu tụi em sẽ gọi ra cho mấy anh chị. Tại mới có hàng ngày hôm nay thôi. Ok. Rồi. Ở đây thì mình có thể mình dùng alcohol để mà mình chùi cái tay cho nó sạch sẽ trước khi mà mình bỏ top coat để cho tránh nó không có bụi. Ok. Oh my god, it's burned. I got the alcohol. Mhm. My hand been so dry from all the sanitized stuff. Mhm. Girl, I got vaccine yesterday. Oh yeah. It's my first shot. Mhm. And not yesterday, the day before, Saturday. Mm-hmm. My arm is killing me. It's hurt. You feel okay though? I feel okay. It's just hurt. Mm-hmm. A little sore. Yeah. It's gonna go away. Rồi, mọi người ready chưa? Trời ơi, cái màu nó blend nè, mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cái màu nó blend nè. Bệnh, làm xong của móng phát bệnh luôn rồi. Nhìn cái màu nó blend đã không mấy anh chị? 200 mấy? 200... Không phải 240, bóc lộn. 242 với 236 của Candy nha, cả nhà nha. Rồi hai màu này là dự tính là hai màu này sẽ cháy hàng trong ngày hôm nay. Đó, trời ơi, cái màu nó ngọt gì đâu ta nói. Ok. Đó, bột crystal clear trong chưa mấy anh chị? Trời ơi, nó trong veo, trong vắt, trong như nước giếng nè. Cái bột này là mấy anh chị vừa đắp vừa đếp nha. Clear, crystal clear, nó khô nhanh lắm. Đang top coat mà cô khách của những nhít một cái là bắt đầu nó bị đụng cái cuticle lên. Nhiều khi chùi mà chùi khăn giấy em cũng ghét lắm, không có thích. Thì sau khi chùi khăn giấy nó hay bị dính mấy cái cọng lông á. Không phải cọng lông mà
cái khăn giấy của mình nó tưa ra mấy cái, không phải lông mà gọi là cái gì ta, cũng thuộc dạng lông đó. Không biết dùng gì cho từ gì cho đúng. Nào mọi người nhìn cái ngón này nó trong nè. Thấy cái bột crystal clear của mình nó trong chưa? Đẹp quá. Oh, who taught you that? You. I hear what you say. Okay. Trời ơi, khách của em ngồi nghe nói, nghe em nói chuyện trên live thôi mà giờ biết nói luôn tiếng Việt đó mấy anh chị, ghê chưa? Trời hơn là không có chửi, chửi giờ nó chửi lời chắc chết. Rồi, hello, hello Trí, khỏe không? Đây, cái màu của mình đây. À, trong thời gian chờ đợi khách, trong thời gian chờ đợi khách hơ đèn, thì em sẽ cho mấy anh chị coi cái này là của special của khách hàng request. Thì đây là cái hộp hộp xoàn mà mấy anh chị mua mấy tuần nay. Thì cái hộp này nó rất là chắc, để cho khi mà mình có làm rớt á, nó cũng không có bung cái nắp ra nè mấy anh chị thấy không? Những cái nắp mà nó dễ bung ra, mình rớt nhiều khi rớt cái đang là tấm, ở đang là cám tự nhiên thành tấm luôn, đi nhặt hột bệnh luôn. Còn cái hộp này rớt nó cũng không có bung nắp, nó rất là chắc. Đây em chỉ cho mấy anh chị cách tháo nè, mình chỉ để ngón tay chỗ này, mình bật ra dạng cái thôi là nó sẽ lên rồi. Tại có chị nói trời ơi em ơi cái hộp này tháo khó quá, biết mà khó, vậy là chị không có mua đâu. Thì tụi em cũng cố gắng nói chị ơi nếu mà dễ á, chị ship đi á, tới chị là coi như nó cũng banh chành. Mà về mà chị có lỡ tay thợ mà lỡ tay mà rớt một cái, nó bung nắp ra, nó văng ra ngoài thì cũng banh chành. Cho nên là cái hộp này nó chắc, rất là chắc hai bên. Nhưng mà để mà nói là tháo không được á, thì nó cũng thuộc rất là dễ tháo. Mình chỉ cần để ngón tay mình dưới đây nè, mình bật lên vậy cái là nó lên rồi, không có khó đâu. Đó, mình bật vậy nè, thì hai bên mình để tay hai bên mình bật vậy cái là nó đã lên rồi. Nhưng mà nó thiết kế rất là chắc để cho khi vận chuyển và mình xài nó không có dễ bung nắp nha mấy anh chị. Đây là cách tháo, để ngón tay dưới đây bật cái là lên, bật hai tay hai bên thôi, dễ lắm. Rồi chưa, à sau khi mà xong, khi mà làm móng clear, bột clear design á, mình sơn luôn cái bên dưới, sơn luôn cái bên dưới như vậy để cho cái móng của mình nó trong veo, trong vắt, trong thật là trong luôn. Sau khi mà mình sơn luôn cái thớp phần bên dưới ha. Đó, mấy anh chị thấy không, nó trong nè. Và sau đó mình sẽ cho hơ đèn úp ngược cái tay lên. Rồi, anh chị nào mà thích mấy cái set bông ngày hôm nay thì có thể bỏ xuống số điện thoại để tụi em gọi. Nó tên là Flower, Fancy Flower, thì mấy anh chị có thể để chữ Fancy hoặc là chữ Flower thì tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị nhé. Đây là một trong cái bịch này, nó có nhiều kiểu bông khác nhau nè, màu vàng nè. Bịch mà em đang, bịch mà nãy giờ đang xài, đang tháo ra xài là nó mix màu, nó có đủ màu bên trong hết. Nó có bịch màu xanh dương, cái này cũng là dạng đủ màu. Và cái này màu tím nè, màu trắng nè. Đó, mình có đầy đủ các màu cho mọi người lựa chọn luôn. Còn không thì mọi người mua nguyên set luôn cho nó về, nó dễ, cho khách hàng họ dễ lựa, muốn màu gì có màu đó. Em thích màu tím, tự nhiên năm nay già xanh tật, thích màu tím, xưa giờ mới thích màu tím. Để mai mốt gì làm bộ bông màu tím. Ok, then sau đó lấy cái tay khách ra. Rồi, mọi người thấy sao? Bộ này thấy sao? Mọi người cho mấy điểm, chấm điểm đi, chấm điểm đi. Mọi người cho mấy điểm cho em nè, chấm điểm đi. Bộ này rất là đơn giản phải không? Trong tiệm mình thì mình sẽ làm dễ. Bởi giờ này em hay đi, nhiều khi một mình em thì làm không có được nhiều hình, cho nên là có mấy bạn educator của công ty và cũng có thêm mấy anh chị khách nữa cho mấy cái hình thật trong tiệm á. Trời ơi, nhiều tiệm làm móng dài mà dài cực kỳ. Tiệm của Kelly Phan á, làm tiệm làm móng dài nhiều lắm. Và nhiều cái design khác nhau đa dạng để cho mọi người có idea. Rồi, đây cái mẫu design của mình đây, em cho mấy anh chị coi ha. Quay lại gần luôn để cho ai mà đang muốn tìm màu bột crystal, bột clear đó thì có thể là thử qua crystal clear. Bột nó trong nè, trong veo, trong vắt luôn. Đó. Rồi, cái màu của nó phối với nhau cũng dễ thương quá, phải không? Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và ai mà thích
bộ màu này thì có thể là Gatling, một set Candy Collection. Nó có 24 màu và 24 màu, màu nào cũng đẹp hết. Thank you mọi người và chào tạm biệt. Bye bye.